Trong không khí hân hoan, thiếu nhi cả nước đón chào Tết Trung Thu 2023, chiều ngày 26 tháng 9, hàng trăm học sinh trường mầm non thị trấn Lăng Chánh 2 náo nức tham gia chương trình vui hội trăng rằm do nhà trường tổ chức. Chương trình diễn ra trong không khí tưng bừng, nô nức phấn khởi với nhiều hoạt động trong ngày Tết Trung Thu như rước đèn đón trăng, chương trình văn nghệ với các tiết mục đặc sắc do các cháu nhỏ của các nhóm lớp thể hiện, tổ chức thi trưng bày mâm cỗ đón Trung Thu giữa các khối lớp, các hoạt động vui chơi tại ngày hội với hình ảnh quen thuộc là chị Hằng, chú Quẩy, những nhân vật cổ tích gắn liền với Tết Trung Thu. Ngoài ra, tại chương trình vui hội trăng rằm, các cháu nhỏ còn được tìm hiểu về sự tích đêm Trung Thu, về những nhân vật như chị Hằng, chú Quẩy, bạn Thỏ Ngọc, cây đa, cung trăng, v.v. Chương trình vui hội trăng rằm được tổ chức tại trường mầm non thị trấn Lăng Chánh 2 đã tạo nên không khí vui tươi phấn khởi, hào hứng trong trường mầm non vào các dịp Tết Trung Thu, dịp Tết cổ truyền dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được phát triển toàn diện trong môi trường thân thiện. Đây cũng là một hoạt động trong nội dung cụ thể hóa thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và thể hiện công tác xã hội hóa trong trường mầm non. Dịp này, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Lăng Chánh đã trao tặng một phần quà cho các cháu học sinh trường mầm non thị trấn Lăng Chánh 2. Nhà trường cũng đã tổ chức trao giải cho các nhóm lớp tham gia cuộc thi trưng bày mâm cỗ đón Trung Thu với một giải nhất, hai giải nhì và sáu giải ba.